các bác, hôm nay cửa hàng có một đôi loa mini của dòng Sony. Đôi loa này giá 700.000, hàng bãi zin, lên sóng á, bác nào có thể tham khảo. Loa còn nắp tre, êm căng đầy đủ. Đây nó chỉ bám bẩn thôi, các bác giặt qua lau chùi là sạch. Loa có đường kính bát là 12, 700.000. Đây là loa chép, còn dưới là loa bát. Thùng vách là đẹp xuất sắc luôn. Còn cái màng loa thì theo thời gian nó bám bẩn bụi vào, bởi vì cái này nó là màng giấy nên là khi nó bám bụi vào thì nó sẽ bám màu bụi vào. Hoạt động là zin và không vấn đề gì cả. Như được đổi lại thì là góc cạnh cũng như là màu sắc của đôi loa xung quanh là đẹp xuất sắc luôn. Góc cạnh không điểm chê. 700.000 đồng. Mặt sau đôi loa này, cái màng loa mà nó không bị bụi bám vào nữa thì gọi là xuất sắc luôn. Bởi vì góc cạnh này em nhìn thùng vách gỗ công nghiệp của nó còn quá luôn. Và lắp ráp tại Hàn Quốc, 6 ohm CP500. Đôi loa này thì các bác ghép vào trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là đấu thêm vào bộ âm thanh để tăng thêm giải lời và giải chép rất hay. Loa này nó sẽ rất mạnh về lời và chép. Thay vì anh em đi mua những cái loa tép hoặc loa lời của Tàu thì các bác có thể mua những đôi loa này được hàng chính hãng mà lại rất rẻ. Và loa có sẵn dây theo để các bác sẵn cắm nhé. Những cái dây mà theo loa này thì nó cực kỳ xịn luôn. Nó rất xịn luôn bởi vì cái kim loại của nó tốt. Nó là hàng bãi. Ok, bây giờ mở các bác nghe to rõ hơn. Loa đường kính bát 12. Quân hành đưa tiếng người chinh phu. Đêm đêm ngắm trăng mưa, nghe gió bay về. Ôm súng cầm cành trong sao trời lấp lánh. Đường về đôi mắt cô nhân chiều. Đôi loa này cái màng của nó không bám bụi thì ngấm vào bên trong thì gọi là tuyệt phẩm, vô kể độ đẹp góc cạnh. Chiều cao là tầm 26 cm anh em nhé, tầm 26-27. To như một đôi loa audio, giá thì quá rẻ rồi, 700.000. Bề ngang là tầm 15-16, bề sâu tầm hơn 20. Đó là kích cỡ của cái loa bát 12, di chuyển đôi luôn, gần có xu. Xin cảm ơn các bạn.